mình đi tới cái bản phim quốc tế ha. Hôm nay mình bỏ cố gắng bỏ ra một buổi thôi, mình nhanh hết sức. Mình bỏ ra một buổi mình làm phiên quốc tế này là xong. Thí dụ như mình có cái cặp y y này đi thì mình sẽ ừ. à, để em tìm cái tài liệu à, à. này. Đây. Có gì em về em gửi lại cho chị cái đường link để chị coi sao nha. Còn giờ tạm thời thì mình cứ như vậy trước cái đã. Thí dụ như âm y đi thì mình sẽ kiểu y dạ, yeah. nó sẽ có một cặp đôi uh, gọi là vô thanh và âm ngắn và âm dài ha. Thì hiện tại uh, mình đang thấy uh, là âm cặp âm dài nè. Y dài nè chấm hai chấm. Cứ cái gì chấm hai chấm là mình sẽ dài. Thường uh, nó sẽ có ee -E và ea là âm y dài nha. Yeah. Thì chấm hai chấm. Thì uh, mình sẽ kéo dài lúc mà mình đọc thí dụ thì mình đọc là ừm um, để um, em đếm kìm cái gì nó có à p đi rồi p đó mình sẽ kéo như vậy đó p p p đó chị sẽ là p p rồi chị đọc giùm em ha p dạ p đấy rồi ok And đây chờ em chút em vô cái này em sẽ tìm cái đây là chị thấy cái miệng của y nè hai chị sẽ đẩy cái miệng của chữ y lên giùm em nha y khoan y. À, em đâu mất tiêu không biết nữa <laughs> đây wait a minute um. lại rồi ok này nhà thấy cái môi của nó nha ha y Y. Y. y đây người ta nói nè kéo dài môi thành một nụ cười ha và đẩy lưỡi về phía trước y đó lưỡi như nè y. y đấy đưa lưỡi lên một chút y. và phát âm âm y y là một âm dài ha rồi y. rồi nên sau chỗ này á mình nhìn á nó sẽ viết ra như thế này y chấm hai chấm đấy thay vì mình đọc điếp điếp thì mình sẽ đọc lại deep deep đấy. deep, deep 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 ok right đây để lưỡi ha thí dụ như đờ thì mình để ngay đây deep deep Deep, Xong, deep. bờ cái deep, deep. That's rồi right. cái okay, good rồi ở đây là y ngắn ha y ngắn thì cái môi của nó sẽ như thế này đấy này đây như thế nè, y ngắn nè. Thay vì y dài mình sẽ bẹt hơn y ngắn thì ít bẹt hơn ha. Kiểu như nè, à, lưỡi thì mình sẽ xuống thấp hơn so với y dài. Thay vì y dài mình cong lên mình đẩy ra phía trước y. Y còn cái này sẽ là e. e. Thấp hơn nè, Đấy. À, ừ. Ngắn và dứt khoát. À thả lỏng ra. Sau so, ở đây mình có nè. Giống như chị nói chị đi chị bo người ta ha thì nó không phải là tiền tip, tiền tip mà nó sẽ ra tip. tip tip đúng không nó chỉ nghe nó là y hay hơi e tip à là y hay e chị ha ừ. e hơi e đúng không tip ừ. tip tip tip, tip. tip. đúng rồi và ừ. chị nghe nó là tip luôn hay là tip? tip 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 ha xong mình bờ một cái tip. Ừ. tip tip Được rồi. tip rồi đúng rồi, tờ mình đặt lưỡi ngay đây mình xong t t t t t -tip. tip. 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 Xong bờ một cái tip. 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 That's right. That's right. That's good. Thank you. Rồi. Đấy, đó là mình giải quyết xong cái cặp y ha. Bây giờ mình thấy cái này nè, mình đọc lại cái này. Deep. Deep. Okay. Deep. Dip. Dip. À, dứt khoát thôi. Rồi, all right. Ở đây mình thấy nè. Vậy thì chị đoán ở đây xem. Ở đây mình có 2 y, ha, 2 e. Và ở đây mình có y dài. Vậy chị sẽ đọc chữ này như Meat. thế nào? Meet hay Meat. là met? Meet. Meet. Ha, đấy, mình kéo. Meet. 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 That's right. Rồi. Here we go. Đây meet 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 Meat. rồi ok rồi ở đây mình có y ngắn Đấy. y ngắn là như thế này chị chị đọc chữ này làm sao meet that's right và ngắn thôi ha dứt khoát thôi meet 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 that's right đấy meet meet Rồi, met. Rồi, vậy thì cái này thì sao chị? Leave. Leave. Rồi. Rồi. À, em giải thích với chị có hai loại âm. Đó gọi là âm hữu thanh và âm vô thanh. Hữu thanh có nghĩa là âm làm rung thanh quản nè. À. à, khi mình phát âm lên mà đẩy hơi từ dưới này lên. Ừ. Thì trong đó mình có các âm như nguyên âm nè. U, E, O, A, I. Thì chị thử, ý. chị thử phát âm âm y đi, coi nó có rung không? i, đấy, đấy. hệ cái gì á mà chị không đẩy hơi ra ngoài á thì từ ở dưới lên á thì gọi là âm rung, âm rung âm trong thanh quảy Còn âm nào á tất cả các âm khác nó có những cái âm gì nè Chờ phơ cờ phơ tờ sờ đấy thì chị có thể nhớ mẹo là trang phải kiếm phở thơm sạch sẽ thì những âm này là những âm đẩy hơi ra ngoài thì gọi là âm rung ấy thì cái cái cách xài của nó làm sao thì em sẽ giải thích sau thì chỉ, chỉ cần nhớ là trang phải kiếm phở tái thơm sạch sẽ là những âm không rung không xài tới thanh quản này mà đẩy hơi ra ngoài nè thì ở đây mình có nè rồi mình có um, ở đây là phở ha chị thử để môi y như người ta và chị phờ ra và chị thử để trên cổ họng coi nó có rung không nha có rung không chị ừ. Ừ. nó sẽ không rung nhiều như là cái lại à... à. ừ. tất cả những cái âm đẩy ra đó là như vậy thì á, từ từ mình sẽ tập sao ở đây em muốn nói là vừa chữ ở trong leave ha mình sẽ làm một âm rung No, nó sẽ... no 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 no, nó không đẩy hơi ra đâu mà nó giữ hơi ở trong này là leave. 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 That's right. And leave. Yes. Mm. That's right. Leave. Okay. Đây. Okay. Leave. 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 À. Right. And next, ở đây mình có live à không bạn đang đọc theo kiểu tính từ nên mới đọc là live rồi bây giờ thí dụ gì đi mình nói này nè I live live à live I live I live rồi right. That's it. Okay. rồi bây giờ một chữ cuối cùng hai chị nhìn năm này và chị tự phát âm dùm em với fourteen fourteen right Fourteen. That's right. Fourteen. Yes. And thì mình để lưỡi lên đây. Fourteen. Fourteen. Nó sẽ in, yes. in nó chỉ yeah. lưỡi lên đây. N For nè. Fourteen. Yeah. Yes. Rồi. Right. Fourteen nha. Tờ mình đọc thành thờ. Yeah. Nên mình sẽ không đọc yeah. là tinh. Yeah. Mà là tinh. Fourteen. 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 That's right. 40. Rồi, bên này thì sao chị, chữ cuối cùng. 40. 40. Kể. Thì 40. theo công thức là như vậy, nhưng mà thực tế người ta sẽ đọc là 40. 40. 40. Yes. Oh, ừ. 40. À lý do thì tại sao thì mình để tới một bài thuận lợi mình sẽ nói nha. Bây giờ mình uhm. nói ra thì nó dài, nó có cái công thức của um, đổi tờ và đổi sờ. À, thì cái đó mình muốn thuần thục thì mình sẽ tốn một chút thời gian mình mới thuần thục cái vụ đó được rồi em chụp cho chị cái, à, cái 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 khẩu hình của âm y ha rồi rồi xong okay. so, bây giờ mình sẽ đi tới cặp âm tiếp theo đó chính là cặp âm u à, u dài và u ngắn thì okay. thì mình sẽ môi mình tròn tròn như thế này Ha, đưa về phía trước tạo thành hình tròn lưỡi á, thì đưa lên nhưng mà kéo về phía sau kiểu u đẩy hơi ra u u trước u dạ cái okay. yep. đó là một ô u dài rồi còn u ngắn á, thì á, cái môi của mình á, à, mở rộng hơn ha. À, ít tròn hơn nhưng mà vòng miệng vẫn cứ như vậy rồi mà... u ngắn nè mình đẩy hơi mình để lưỡi xuống chút ừ ừ ừ ừ ok rồi ở đây nè chị thử phát âm, âm chữ này giùm em với look nhà yeah, look look đấy look đúng rồi mình vô cái u đó look. mình dài hơn chút look 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 Rồi, look. Còn cái này thì sao chị? look look nhanh hơn nhanh hơn uh. nhanh look dạ yeah. nhanh ngắn kéo dài hơn look look no 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 look okay, look look look, look. Uh. yes chị nghe sao cái thì mình kéo dài hơn cái thì mình sẽ bật cái âm nhanh hơn dạ yeah. vâng u hay ư nhiều hơn look look ừ ừ look ừ. Okay. Ừ, nó hơi ư chút kiểu gì á um, giống như kiểu book thì nó cũng hoàn toàn là book mà nó sẽ là book book yeah. đúng không book giống như nghe như book vậy đó book Look. Look. book chị nghe sao book 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 yeah book book okay rồi right. rồi right. and next rồi chị nhìn đây rồi chị phát âm giùm em với Dạ, yeah. rồi, một cái là À uh, cái này thì sao chị? Là food. Food. U dài, âm... kiểu dài âm u ha. Food, kiểu gì? Food. 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 Yeah. rồi. Right. Food. food. And chỗ này thì nó sẽ là ngắn nè. À. Mình có đọc là food không chị? Thì mình nghe thử. Foot. <laughs> Foot. Foot. À, chị nghe foot hay là foot. 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 Ok, chỗ này thì sao? Foot. 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 À, foot. Đấy. Right. À, cái chân foot. của mình á, mình đọc feet và foot nha. Đấy, chứ không foot. Feet. Foot. 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 Yes, foot. 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 Right. Foot. Okay. Right. Tạm thời thì mình cứ biết cách uh, nó Cái để miệng của nó Và cách phát âm một vài từ của nó Sau này khi mà mình học đó, Mình gặp từ nào đó, Bắt đầu mình xào lại từ đó hmm. hmm. Rồi, right, ok Next Rồi um, Rồi, right. right, đây Không sao, gặp nào xào đó Đây, bây giờ mình có ớ, ha Và ớ, ớ, và a à. Rồi, right, so here we go ở đây mình có nè Bây giờ đối với cái âm A này Nó nửa A, nửa E Cái lưỡi nó ở đây nè Đó Cái lưỡi nó ở đây nè Đấy So uh, Mở miệng nhưng mà không to quá Xong mình sẽ Để lưỡi thấp ha? Rồi làm cái âm A Kéo dài vậy đó A A, A. Dạ Còn đây âm này âm ớ nè Mở miệng Tự nhiên thôi ha? Lưỡi cũng thấp Nhưng mà cao hơn cái âm A hồi nãy Hồi nãy âm A mình thấy cái lưỡi của mình sao chị? A lưỡi đè xuống à lưỡi nó đè xuống ha à rồi bây giờ âm um, ờ uh, thì lưỡi mà nó cao hơn chút ờ uh. yes ok rồi bây giờ mình thử nha uh, ở đây rồi đây bây giờ mình thử hai cái âm này đi rồi cái đầu tiên thì chị thấy sao ba ba ok rồi người gỗ ừ. rồi ok bây giờ mình xem cái này nha bar 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 bar, bar. ok nói về âm r âm này kêu nói chung mấy cái này mình không được nói nó là âm vờ âm đờ gì mình là thôi kệ nó mình nói vậy cho nó dễ hiểu nó là âm âm r ha lưỡi mình phải cong lên đây nè bar. Bar. bar bar ok bar. bar ok rồi and cái này thì sao chị là bus, bus hay là bass? bus bus. <laughs> bus bus à rồi chị nghe nó ra là bus bus hay là bass nha bus bus chị thấy sao bus bus đúng rồi bus, bus ha đây là âm uh, uh. bus đúng rồi bus. âm ớ mà đúng không uh. nó phải là ớ rồi chị thấy cái này sao nào là up hay là up 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 nó là ớ uh, up 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 up, up. 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 Sorry. Right. Up. up. down Đấy. Up. head up kiểu vậy hay mình hay nói người ta hả ha? hả đập đấy mm. rồi. cái này thì sao chị cái đầu tiên uh, car right cờ cái này ai phiên âm chữ này đây không biết nữa uh, uh, có thể khả năng cao là người ta phiên âm theo cái kiểu của người người anh ấy rồi này. Uh, đây đây uh, rồi so mình sẽ nghe là car car, car. Rồi, ca đúng không? Chị khạc ra. Đây, cửa. Nó là ca luôn nha. Rồi, sau thì mình sẽ khạc ra là car. Car. Ok, good. Car. Tự ừ, dụ sao sáng nay đông thế? Rồi, car. Rồi, cái tiếp theo chị. Cúp hay là cup yeah cup yeah okay right okay so sorry cup cup rồi chị cứ phát up. âm ca ra nha C -c 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 cup okay mạnh mẽ đọc tiếng anh là phải ướt cái màn hình đó thì mới hay Cup. 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 Okay. Cup. 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 Uh, cup. That's it. Rồi, okay. Thank you. Next. Đấy. Next, next. Đấy, thế là mình được ba cặp âm rồi. rồi. Miễn sao mình biết cách để môi của nó là xong. Có là... Uh, cái này nó o uh, ha huh? nó là o thì uh, ok uh, rớt hàm xuống ha huh? thì uh, lips coming in a little bit rồi lưỡi đưa ra đây nói chung là uh, đưa lưỡi lên huh? kéo ra phía sau o o o that's right rồi cái này cũng o này ha huh? nó tùy á nó uh, sao ta Đưa lửa lên kéo vào phía sau Thì nó cũng tương tự như cái kia thôi Thôi thì đi qua đây thực hành đi Cho dễ hình dung Kiểu như này Đấy thì chị nhìn hai cái này Chị nhìn thì thấy nó cũng như nhau à, Nó chỉ là khác dạng chút thôi Ví dụ như cái này nha à, Nó cũng tùy lắm Đối với cái này Đây thì nó ra như vậy này. Đây chị thấy à Nó nằm như thế này Nó bị o đứt chính giữa Và nó có chấm hay chấm Nó là o dài đó mm. Door Door Đò. Rồi and R lưỡi chị để đâu? Cộng lên. Đây. Đó. That's right. Rồi cái này nè, cái cái mà đỡ ha, chị để lưỡi lên đây, xong chị bật xuống một cái. Đó. That's right. Rồi. Đó. Right. And next. cái uh, okay, good. Bây giờ nha, con chó đúng không? Thì á, nó sẽ được phiên âm thiên như kiểu này cái kiểu mà cái a quay ngược qua đây là kiểu của người anh còn kiểu của người mỹ là nó như này luôn dog dog yeah. dog 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 à, g hả? mình đẩy cái lưỡi mình đánh lên trên vòng họng như này dog dog yeah dog yeah dog dog that's right good and uh, kiểu này for dạ yeah, mình khép môi lại phờ mà khép môi lại for đẩy hơi ra for okay yeah. For. and next mình có phờ o o ha à, đây đây fog fog rồi again please chị thấy không chị nhìn nó giống a đúng không nhưng không nó là o luôn nghĩa là chị nhìn cái tướng của nó mà giống o nhưng chị phải nhìn vào cái từ của nó như thế này nè nếu mà trong từ vựng nó là o chị phải đọc nó là o nên chị phải đọc là fog fog yes fog 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 fog, fog. 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 Yeah, phải gần cái fog fog. Yes, fog. Yeah, g. g nó để cái vị trí giống k vậy đó, nhưng mà nó là âm hơi âm rung nên nó sẽ là fog. 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 Yes, fog. Cái for. g nó khó đọc lắm. Rồi, right. Khi mà for. sau này mình nói chuyện á, mình nối một cái câu á, mình nối g với lại cái âm tiếp theo á, thì nó sẽ đỡ bị hiểu lầm hơn. Nè, yes. ở đây mình thấy nè. À, e và nửa a nửa e. Thì đây e mình mở miệng ra tự nhiên ha, lưỡi thì không bằng i e đâu. E. Nhưng thấp hơn chút, kiểu e e, e. yeah. Uh. e thấp hơn một giây uh, môi giữ nguyên e. 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 Okay. Đây là nửa a nửa e ha. Thì cái này nó hên xui lắm nha chị, có những cái từ thí dụ như thế này nè nó cũng là nửa a nửa e như thế này à, đấy à, nhưng dad. mình sẽ không đọc là dead tại vì nếu đọc dead nó thành chữ chết ha à, đấy à, nó giống chữ chết đó người à, ta sẽ giữ dad. dad 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 và cái này cũng vậy người ta sẽ không đọc là cat mà là cat. cat 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 yeah, cat rồi cái chữ này cũng cat. nửa a nửa e đúng không family Family. Yeah, family, vợ mình khép môi lại. Family. That's right. Nhưng bà này sẽ đọc là family. À, phém đúng không chị? Family, family. Dạ yeah, family. Ha. Đấy, family. Nên suy ra cái âm này á, cái chữ này nó tùy ha. Có những chữ thì nó đọc là a luôn, nhưng có chữ đọc e nha, family. Rồi lưỡi đặt thấp nhất có thể e đó kiểu vậy e e e, là là sao ta nó từ a sang e đó à Ê. lưỡi thấp nhất à. và đầu lưỡi chạm nhẹ lên cái răng dưới này e e, e. family Ê. family, Ê. family. Okay. Rồi, hoặc là Cat cat. kết, okay. rồi, kết, rồi bây giờ mình thử hai cái từ này dùm em. Đầu tiên sao chị? X, à X, X cơ sở đúng không? X, 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 okay, X. rồi, đấy. À, bình thường mình đọc là ít à, okay. Bây giờ mình thấy này là X, 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 X. X yeah, x rồi ở đây thì mình thấy nửa a nửa e đúng không thì mình cũng chưa biết nó đọc cái gì nên á nhưng mình thấy nó là x x nó là ks nên nó sẽ nặng hơn so với những cái chữ mà tạo thành x s bình thường này thí dụ s bình thường mình đọc nhẹ nhàng lắm miss miss miss, Để, miss. miss. nhưng mm. đối với ks mình sẽ đọc nặng giống như là e cờ x sờ đó a x a x a x, a -x x a x a -x. A x yeah that's right à, thí dụ như cái này đi mình thấy cái này cũng nửa nửa a nửa e nào nhưng nó đọc là black black black, black. yeah black mm ừ. à, black. black rồi à hai cái này đi cái đầu tiên sao chị pen pen được right đầu tiên pen. là pen rất là đơn giản ha nhưng mà cái thứ sau mới căng đó <laughs> cái sao để để lưỡi sai pen pen rồi And cái này ở đây thì như hồi nãy mình nói ha để lưỡi thấp xuống và răng chặn vào đây thay vì những cái âm kia thì mình giật ngược lên nó sẽ không chạm nha y đó nhưng nửa a nửa e mình sẽ thấp xuống và mình chạm lưỡi vào đây pen Đấy. pen pen yeah pen. pen à, sâu hơn nữa Lươi yeah. Nữa, sâu nữa yeah pen pen, pen. da yeah, lưỡi nó bị vẹt ra và nó đã, nó chạm vô đầu răng này pen pen, pen. pen. Okay. à à đấy rồi đấy là một số cái thử hai cái này xem sao cái đầu là men, à. men. 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 cái thứ sao man 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 yeah right man dạ yeah. nhớ anh giùm em nha anh cái đây man man that's right that's good thank you right xong thế là xong cặp tiếp theo and uh, yo tới cặp tiếp theo là cặp ơ chị nhìn hai ơ này đi rồi chị đoán là ơ nào ngắn ơ nào dài Chấm dài dạ yeah. ok nhìn nó ngồi vậy đó. nó nằm nó giống chữ e nằm ngửa vậy nhưng mà nó là là ơ sau so, cái ơ đầu tiên á thì mình sẽ uh, mở miệng ra rất là thoải mái ha rồi để lửa chính giữa để thoải mái thoải mái ừ. rồi uh, giữa cao hai trong miệng rồi làm âm ơ ơ ờ. thế ờ. okay. ờ. âm này âm dài nha âm dài ơ ờ. à, căng ơ ờ that's right, Ur. cái môi mình sẽ, Oh. okay, tiếp theo, ơ này là ơ ngắn, hà lưỡi nó sẽ thấp hơn cái ơ dài, Ur. Ur. không cao bằng ơ ở cũ, ơ cũ cao, Ur. nhưng mà ơ này không cao bằng, ừ, rồi, ơ này ngắn và thoải mái, okay bây giờ chị nhìn hai cái từ này dùm em cái đầu tiên chị sẽ đọc như thế nào à mình nhìn phiên âm nha mình nhìn phiên âm nha mà đừng nhìn cái chữ của nó đó chị thấy nó mất cái ơ nó mất chữ hờ đúng không à vậy mình sẽ không đọc là hấp uh, mà mình đọc là ớp. Up. that's right đấy những âm nó bị bị câm ấy herb herb dài. Ờ. Right. That's right. Ờ, right. Next mình sẽ có bên này thì sao chị? Đây. ngắn thôi. Ờ. Her. Her. Okay. Đây em sẽ mở cho chị nghe cái trường hợp nó nó vừa ngắn nó vừa dài luôn nè. Thí dụ nó ngắn nha. Her. Her. Đấy, à, chị thấy sao? Her. 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 Rồi, dài nè. Her. Her. Hai, hai, hai cách như thế mà là anh anh đọc mỹ vậy à dạ không có một từ nhưng mà nó có hai cách đọc cái màu hồng này á nó là North American English nghĩa là tiếng Anh Bắc Mỹ còn cái này là British English nhưng mà mình không học cái tiếng Anh của người Anh mình học tiếng Anh của người Mỹ cho nó toàn cầu luôn Huh. Rồi, cái này là her Tại một từ nó có hai cách Nhưng người ta thường đọc nhất là cách ngắn cho nó khỏe uh, I love oh. her vậy đi cho nó nhanh <laughs> Tiết kiệm được oh. nửa giây I love yes. her okay. Rồi, đó là âm ơ ha à, Mình viết mặt nó là được Mình viết cách đọc của nó là được Rồi, mình next qua ông âm tiếp theo Đấy Rồi âm ear và âm air ha. Âm ear giống chữ beer á chị. Ear. Chữ chữ beer ear. Đấy thì cái này là kéo cái lưỡi cái môi ha, lưỡi cao làm âm y xong rồi mới đặt ear. cái cái góc miệng xuống lại xong mình thành ear. 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 Ha. Ear. Đúng rồi, lưỡi đầu tiên ở đây xong nó xuống lại thành ơ. ear. ear. À, clear, That's right, thí dụ như cái này đi, à, mình thực hành âm y trước đi, vậy thì cái này mình sẽ đọc là clear, 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 yes, mình sẽ bật cái clear, 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 đúng rồi clear, xong rồi mình cong cái lưỡi lên này clear, clear, clear Yeah, yeah. Clear. That's right. Clear. 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 Right. Next. cái này thì sao Beer. 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 Yeah. Beer. Beer. Yeah, beer. Uh, này. Beer. 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 Okay. That's good. rồi next. Beer. clear beer. beer clear beer yeah rồi tiếp theo mình có âm air ha vậy thì chị thấy er và người Mỹ người ta sẽ viết như thế này đấy chair. yeah dạ so, sau chữ đấy mình sẽ đọc là chair chair dạ yeah. đây là chair. chờ vô thanh nên mình sẽ bật âm bật chờ ra mình ch 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 <laughs> chair chair Yes. Chair. 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 Hmm. Chair. Okay. Right. Next. À, mình có. Okay. Bear. Yeah. Bear. Yeah. Okay. Bear. Bear. Nói chung âm này cũng khá là đơn giản chị ha. Nhìn dễ mà đúng không? Rồi vậy thôi ừ. thế thôi nó chỉ như vậy thôi rồi mình nest được âm này nhìn vô mình cũng nói air, air. thấy air error rồi thấy chair bear cong cái lưỡi lên bear bear à, ừ. nó bear. phải, Nó phải lên, lên như vậy á nó mới đúng ok rồi đã xịt yeah bây giờ mình có âm i và âm i thì nó cũng là ừ. một sự kết hợp của âm e e xong ê, rồi kéo dài xong ê, rồi xuống y ha à, đây e e e E, đấy nói vậy thôi ê, nhưng ráp vô thì nó đòi lại đọc là a khổ thế <cười> <cười> rồi từ từ bây giờ mình thấy âm ai đúng không nào là nó nó a xong nó xuống y ai ê. ai à âm I, a thì dài tóm lại khi I, mà nguyên, nguyên âm đôi á I, thì cái âm trước nó sẽ dài hơn cái âm sau thí dụ như e ừ. y đi thì sẽ e dài hơn y ai thì a dài hơn y đấy, đấy. <laughs> rồi sau so, uh, ai ai yes ai rồi bây giờ âm này chữ đầu tiên trong bạn như cái đọc là I right nên I, suy ra yes. ở đây mình sẽ đọc là play 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 That's right. play. Đúng rồi, mình phải đọc gọn gọn, gọn vậy chị ha Rồi, nó sẽ là play 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 này cái này thì sao chị? Mì 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 Còn cái này thì sao? Stay À, s xong rồi Stay Stay, stay. Stay. stay, 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 that's right, stay, that's good rồi đó là âm i ha. Rồi bây giờ mình có âm này thì mình sẽ đọc là hai hai thế thôi và âm này nice, that's right, nice. Ha mình lưu ý cái nào cờ e đó thì nó sẽ thành sờ. Nên ra mình sẽ là nice nice. À mấy âm này tương đối là đơn giản ha. Huh? Ok. Ok. S khỏe. À, nói chung là nó cứ à, rồi ok. Còn lại là vấn đề của từ vựng thôi. Ừ, rồi chị giải thích với khách từ seat. À, seat. Đấy. À, cái phải đó phải đọc đúng ừ. người ta mới hiểu. Đúng không? Ừ. Bây giờ chị học phiên âm rồi á, chị thấy cái chữ seat, cái chữ chỗ ngồi của chị á, đúng không? Seat. Đó chị phải kéo nó ra seat seat đấy cái này nó còn dễ phân biệt cái từ seat ở âm d seat cái cái cái, cái hộp giống hả giống à seat đúng rồi cái cái này nó tờ á, thì nó sẽ như là và nó ra hơi tại vì nó âm không rung à, seat chỉ phải tờ ra seat seat xong rồi chị đánh cái âm kết thúc là âm tờ nữa Seat. Oh. Oh. seat phải tờ lên cái seat seat right chị phải tờ ra nó mới biết nó là âm nào chứ mm. đúng không seat. seat 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 đây là đây là seat that's right bây giờ mình coi seed nha giống rồi đây ừ. Oh. Mm. seat seat Seed. 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 Nờ, đờ á, là là một âm rung nha. Đờ là âm rung. Seed. Sau nó sẽ rung từ đây lên nè. Xong seed. 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 Đấy. Đấy. Seed. Seed. That's right. Seed. 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 Yeah, seed. Seed. Đúng rồi ba từ còn từ sit còn cái ngồi sit. ngồi ấy ha thì nó là ngắn và nó hơi ê nên nó là sit 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 nên chính xác sit. nó phải là sit down sit sit, sit. sit down sit. see sit down sit, sit. sit. sit down sit. sit down Yeah, ngắn thôi sit down sit down, sit down. Sit down. chị nghe nó hơi ê hay là hơi i sit 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 uh, hey. set uh, okay. nha. sit down. Uh, sit down. That's right. Uh, sit down. Okay. Uh, Đó, mình phân biệt được rồi, ha. Thì giờ mình thử uh, như thế này. Uh, mình có đây. Uh, ok okay, right. Seed, seat, sit. Đây, wait a minute. Cái đầu tiên á chị nhìn phiên âm nha. Rồi. Rồi, chị động sao? Eat. Okay. Rồi. Cái đó chị hơi dài, cái cuối cùng chị hơi bị dài. Ngắn thôi Sit. 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 Rồi. Sit. 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 Sit seed, seat, sit. Mà đúng rồi, ba từ này mà nói nhưng mà mình không phân biệt được nhỉ. Seed, seat, sit. cuối cuối cùng Chị đọc thành chữ chữ lộn với người ta rồi. Ừ. <laughs> chị đừng có rút cái lưỡi lại. Chị sợ ừ. bị đọc trúng cái chữ đó đúng không? Cái chữ đó ừ, là chị rút cái lưỡi lại là thành cái chữ chữ lộn với người ta đó. Ừ ừ chị đừng có rút cái lưỡi lại cái khi mà mình phát âm âm s đó nha là chị phải để cái lưỡi á, nó tì xuống cái hàm răng dưới á, nó... giống như con rắn nó kêu vậy đó đó cái thiệt ra cái chữ đó chị đọc chính xác chị phải đọc là shit là hơi ê tại vì nó là y ngắn shit Đây, để em mở cho chị nghe nè để đứng lộn <laughs> biết để lẫn lộn nó là shit chứ không phải là shit hay gì hết

Shit. 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 No, 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 no. Rút lưỡi vô. Rút lưỡi vô. Shit. No. Rút lưỡi vô. Chị thử xùy con nít á. Kiên nít im đi á. Đấy. Rút cái lưỡi vô nè. Nó SH đó nha. Chị thấy SH nó sẽ có một cái đường kéo dài như vậy và nó là rút ừ. cái lưỡi vô xong chị th à, đẩy hơi ra nha shit. Shit. sau đó shit. thì mình sẽ thành e từ s mình sẽ là shit shit ừ. shit. shit đúng rồi ừ. sau thêm nữa. Yes. shit. shit shit shit, ừ. shit. 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 Ok. Khi mà phát âm các âm không rung á, lúc nào chị cũng phải đẩy hơi hết và nó có một cái khoảng tầm một giây á. Nó phải có hơi ra. Shit. 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 Ok, shit. Âm e đấy. Và cuối cùng là set. Set. Thì phát âm âm s á, chị phải để cái lưỡi sát vô cái hàm răng dưới này nè và chị làm như rắn kêu á giống như bánh xèo của mình á bánh xèo set ha rồi sit set sit 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 set okay that's good set that's good thí dụ nha Um, there's a um, there's a seed on my, a uh, seed, my seed. You <laughs> know, there's a seed. Seed. There, không, ra a seat. <laughs> hmm. không ra được chữ đờ. Không ra được chữ đờ. Nó no? hơi bị khó luôn. này. There's a seed. Seed. There's a seed. Seed. A seed. 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 Okay. Seed. Seed. seed seed à, lỡ mà người ta kêu chị ấy, nói là yeah, the um, uh, mà hạt giống á thì đập uh, đập baby plant á mm. cái con là mm. baby plant uh, <laughs> baby plant uh. ừ cái con cái con the là nhỏ xíu plant. baby plant mm. cái con là nhỏ xíu vậy nè là gì cái là the seed mm. à. còn the, seat, the seed thì cái chỉ cho cái ghế thấy người ta hiểu rồi the seed nhưng chị, chị nói về cái hạt giống này mà Chị không biết giải thích thế nào Chị bảo là thu nhỏ lại như hạt giống ấy À, It's small like a, like a, small seed, seed. Ừ. Okay. A ừ, seed. seed. Ừ. Cái coi mình coi ừ. người ta bày các đọc đơn đờ ừ. nè để Em coi có cái miệng nào à, gần gần không? Nhìn cho nó dễ E sound by smiling and your tongue is high and flat in your mouth. Your mouth. S or that. Uh, so, uh, jump right in. I'm not going to get into definition. These two words are pronounced exactly the same. We start with the S mm. sound. S to do this, t the tip of your tongue is behind your top front teeth or slightly pointed down and the air is continuously moving out of your mouth. S we're then going to move to that long e sound by smiling, and your tongue is high and flat in your mouth. And then end with the d, d To do this, touch the tip of your tongue to the back of your top front teeth. The air puffs out slightly, and your voice box is on. So we have seed and seed. Now I got a great question. Nói chung là hai chữ này đọc rất giống nhau, không thể nào phân biệt được. Cái chữ cây ừ. này nè, nó cũng đọc y như cái chữ đó luôn. này nó cũng ừ. vậy nè. Đấy, chị thấy giống không? Seed. Seed. Ừ. Seed. Seed. Dạ, còn chữ này cũng vậy. Seed. 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 À, nó hoàn toàn Hai giống nhau giống luôn. <cười> ừ. <cười> Nhìn Thì nó cũng giống nữa. Nói chung là ừ. nó sẽ tùy vào trường hợp. <laughs> Seed. Thí dụ như chữ kia là cái gì đây? À to to give someone cái này dùng như là động từ. À ok. I was seated. Và okay. Cái đó là danh từ với động từ. Dạ, yeah, cái danh từ cái động từ, mm. cái này bị nhượng lại mm. thì khi mình Cuba was seated by Spain to the I was seated. nên nói vậy thì người ta sẽ biết là đó là động từ chứ không phải là danh từ được. Rồi, ok. Mm. Khổ quá sau so, bây giờ mình sẽ tới âm tiếp theo à, đó chính là âm oi oi dạ o xong y ha oi oi o y á oi 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 yes rồi âm này là chị đoán nó làm gì u uh. r u r ha nó ráp lại u nó là u ua yes right ua để lưỡi cái lưỡi mình nó lên ha ra là nè u u xong bắt đầu Rồi thành ơ okay ua rồi cái đầu tiên đọc sao chị ha boy rồi next tiếp theo thì mình sẽ là Toy. Toy

tour 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 okay. Ừ, không phải tờ tour tour đúng rồi tờ mà đứng đầu ừ. không bao giờ đọc là tờ đọc là thờ không hả? à ha giống như cái... ừ. teeth đúng không từ ví dụ từ răng Teet. teeth 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 rồi cái thờ đó cũng Teet. hơi bị sẽ tốn thời gian để mà học cái âm thờ đó thì ừ. nó cũng không đọc là tờ teeth ừ. teeth, teeth. teeth. Ừ. Thua. Thua. Heat. Vậy. Mm. Time. 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 Yeah, no. Time. Mình sẽ tắt ra ha. Mình sẽ có time và âm. Đấy. Right. Mình sẽ có time và xong âm nè. Time. 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 Mm. Okay. Time. 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 Yeah. time. À. time. Cái đó nó nói yes. sao về mờ đi. Ha. Rồi. Time. Chị thấy có ầm không? Time, God. time, okay, rồi, Time. okay, yes. rồi chữ nghèo đói đi, thì nó có hai cách đọc, một nó đọc là poor, hai nó đọc là poor, poor, vậy thấy nó đọc kiểu nào? Poor, no, 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 no. mình nghe poor. thử, mình nghe thử. Poor, poor, mình nghe nó là I'm poor hay là I'm poor? I'm poor, poor. I'm poor. poor đúng không? Ừ. I'm poor. Yes. Không yes. phải u, um, poor. Dạ, Chị thì... hay đọc là poor. That's right. Đọc vậy người ta cũng hiểu đấy. À, tại nó có ừ. hai cách đọc nhưng mà phổ biến hơn nó vẫn là o nha. Yeah. I'm poor. Yeah. Yeah. I'm poor. poor. Ừ. Okay. I'm poor. I'm poor. Mình cần bị I'm poor. Thầy quen là poor. I'm poor. Ừ. I'm poor. poor cũng hiểu đúng không? Yeah. Đọc poor ừ. dễ đọc hơn nè. Đọc dễ hiểu hơn. Ừ. Poor. I'm poor. I'm poor vậy Đi đọc vậy đi Rồi Thế, thế thôi Hả? Tourist Thế thôi Rồi Next Xong Xong cặp này Bây giờ mình có âm đơn giản hơn một chút Mình có là Ơ Chị đọc cái âm này sao? Ơ oh. Ơ với u. Oh. Đúng không? Ơ Ơ Ơ Okay. rồi yes. lưỡi lên trên lùi vào phía sau oh. à, môi di chuyển oh. chậm chậm tròn là thành tròn hơi tròn nhẹ nhẹ à, move, slip. Oh. À, move the lips lips à. oh. oh oh ok rồi oh. còn đây là âm au thôi a và u au 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 kể mở oh. miệng lưỡi thấp oh. à lưỡi chạm nhẹ oh. vào và đầu răng trước. Oh. tại vì hồi nãy mình có cái a đó mình mình chạm vô đây nè và a nó sẽ bẹt á. Mm. À nên sẽ ào. Là... Oh. Cho mình rút lên lại. Ào. Oh. Ào. Oh. Oh. Yes. Oh. lúc nói chuyện mình nhớ chết liền á. Đó. Oh. Lúc đó thì thôi cứ nh... cứ đọc được thì đọc thôi đâu phải lên xuống. Mm. <laughs> Rồi, cái này thì sao chị? No. 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 oh No. 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 That's right. No. No. So. No. 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 Okay. Cái okay, next. So. À, rồi. So. Hồi nãy mình nói SH ha. Lùi cái rưỡi mm. rài không đụng răng. Đẩy hơi ra. So. Chị phải đẩy hơi ra nữa. So. Ngay chữ sờ. So. Trước tiên chị phải đẩy hơi ra đã Rút rửa lại Sâu 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 Giống như tiếng Việt mình bánh oh. xèo Mình còn có hơi mà đúng không? Bánh xèo Sâu so. oh. Sâu so. Vậy thì sâu này oh. chị phải rút rửa lại ừ. Chị rút rồi nhưng mà vẫn chưa đủ à? Dạ oh. Đó chị phải đẩy hơi ra Bây giờ chị thử làm SH0 cho em thôi ừ. À, hơi cho được tầm 2-3 giây đi chị no. Rồi rồi đó đó thì show no. show Show no. Show ok show no. show no. show show no. sh chưa thấy hâm, hâm, hâm sở. Mm. Ừ. Hmm. Show. Đây. Show. 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 À, mình kéo âm S thử chị âm SH á. Show show. No. No no, em nghe hơi ít. Show. Show. No 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 no. no. Show. No. Show. No. Show. Show. No. Ừm, um, em chưa thấy âm sh thôi. SH để lần sau mình no. luyện đi nha. Để lần no. sau mình luyện mm. thấy chưa đủ hơi. Ha. À, rồi. Mm. Ok. Còn cái này thì sao chị? Open. Yes. Open. Open. Huh? right. Yes. Nhìn ngoài quên mắt. Show. Ah, sorry. Anh em nào. Open. 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 Đây. Open. Còn cái này thì sao chị? Close. 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 Okay. Good. Next. Đây thì sao chị? house yeah, house house house, uh. house. rồi ừ. còn cái này sound à rồi nó sẽ có sound, sound. sau đó the uh. sound 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 yeah sound sound that's right sound 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 yeah sound ừ. Sound. Yeah, sound. 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 That's very good. Hey, okay cần Còn bản phụ âm này thôi. Bây giờ phụ âm thì dễ, chỉ cần nhìn là đọc được thôi. Thí dụ như p như ở đây đúng không? Mình sẽ bập môi như thế này. Đây là một âm vô thanh, là âm bật hơi. Đấy. Đấy. Nên á, ở đây mình sẽ là cái này Đây, nhìn người ta đọc thử P P Again, please Hello, hello Đây, bây giờ mình sẽ có âm P ha, mình chỉ cần nó là một âm vô thanh nghĩa là âm đẩy hơi ra Thế thôi p p p p hoặc nó đứng cuối đi thì nó cũng vậy thôi loop 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 rồi. loop that's sẽ... it rồi bây giờ mình ra bờ. nó đi theo cặp như gì nè chị có nghĩa là một bên là hủ... vô thanh bên là hữu thanh nó cứ đi theo cặp như vậy đó nghĩa là cái vị trí mũi của nó rất giống nhau nhưng mỗi tội một cái là đẩy hơi ra một cái là đẩy hơi từ cổ họng luôn rồi tới đây hết rồi boat bờ bờ ơ u ô ha mình học rồi nè nhìn phía ngầm nè đây chị thấy không chị này đánh vần sao boat no 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 mình mới học âm này là âm gì ơ ờ, u thì thành ừ Oh, uh, boat oh boat 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 đúng rồi những cái âm mình hay đọc coat boat này nọ go good gì mm. nọ mình đọc đổi hết thành ư nha coat. coat 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 yeah coat à mm, và mm. cả giáo viên mình cũng đọc là ư nè coach coat, coat. 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 Uh, coach oh coach coach yeah coat à mình coat. phải đặt chữ ca quý phái đó chị. K coach 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 coach. Coat. coat that's right coach. Ừ. Ấy chờ nè. coach không phải là code no. mà là coat. No no ừ. ca cái chờ của chị á chị phải mạnh mẽ hơn và chị đẩy hơn nha. coach coat, Ch coat. Ch nó là chờ che. coach ừ. coach Ừ. Okay. Coach. 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 Okay. Right. Next. Coach. Coach. Okay. Rồi. And uh purple. Rồi hết purple rồi. Qua wow. âm tiếp theo là tờ và d ha. Ta da thì okay. thí dụ như tờ là một âm vô thanh mình okay. sẽ ấy giống như hồi nãy mình nói là à uh, t đi t t yeah, như thờ t t t t t t t t t cat 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 ok cat Miễn là mình Cat, ở đây mình có đ, 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 ha, đ. Thí dụ như mình có làm có cái chữ nào mà yeah. cho nó nó, nó yeah. uh, dog hoặc là yeah. bang. Ok, bây giờ mình coi yeah. chữ bác đi, bác dễ. Yeah. Này. này Ủa. Đã bác 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 đâu có liên quan gì đâu ta. Rồi, uh, mực. Thế đây có luôn, mừng quá. Một.

Made by building up the area behind your top teeth. Then release. The sound is normally spelled with the letter D, as in the words D. down. 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 Uh, down. 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 President Yeah, President 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 Yeah. ở đây là phụ âm nè Ở đây là Pre nguyên âm nè. President 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 right. President 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 nè, President 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 À mình sẽ Pre. nhấn ở đó à, nhiều hơn. Mm. press tent Pre. yeah. president. Đúng rồi, mình sẽ dính hai âm, hai có nghĩa là mình sẽ nối nguyên âm và phụ âm the other is president. President. That's good. Rồi. Right. Down. 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 President. Um, president. Already. 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 And Already. Read. Rồi, chữ cuối cùng. Already. Already. And read. And read. Already. And read. Read. No, r i d x i dài. Mm -hmm. Ha. Nó sẽ đọc hơi giống như uy vậy. Already. Already. And read. Read. Yes, yes. Read. Right. Read. Okay, đó là một âm tố âm <laughs> Âm In this case, pressure by stopping airflow and then releasing it. Mm. In this yeah. case, mm. you stop the airflow with the tongue, block and... the airflow. And then release the pressure by pulling the tongue back into your mouth. Right, The sound is normally spelled with the letter t, as in the words lot, lot. In. à, âm sờ là một âm quan trọng ha nên chị phải là last last sờ xong mới từ last right last 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 no 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 thiếu sờ last okay Sorry. Into. Last. Into. Last. In last. In into between between yeah between 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 and let between let okay that's good let let Right. and let. that's it ha đó là xong cái cặp à uh, cái cặp đó rồi and next mình sẽ có um, mm. phờ và vờ ha phờ vờ thí dụ như mình sẽ là fly fly ha à. rồi yeah. để em tìm à phờ cho chị. Nói chung thì âm này mình chỉ oh. như thế này nè. Đấy. Mm. À. So fly. Đấy ờ này. Oh. fly fly. Nò no, nò no, chị ngắn, chị bị ngắn rồi. Rồi chị phải đẩy hơi fly fly. 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 No, chị vẫn thiếu cái yeah. đẩy hơn. Chị phải cho hơi ra. Fly. Chị này, đ... chị, chị... chị phơ một khúc dài fly. hơn giùm em. Fly. Chị bây giờ chị phờ trước ha. sao rồi fly. 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 để chị phải giữ một khúc. Fly. 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 fly fly. Fly. Đấy. Okay. Thì thấy ổng nè. Thì để cái phờ của ổng. Fly. 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 Khép môi lại ha. Fly. 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 Ok. Fly. Chị khép môi về phờ cho tới khi chị like rồi chị mới hả môi ra lại. Fly. À? Fly. Fly. Okay. Nó khá dài đấy. Ừ. Lại rồi. Đối với vờ ha, phải âm vờ đi. Ừ. Rồi vờ thì nó y như sờ ở phơi vậy đó, nhưng mà nó là một âm hữu thanh nên nó sẽ không có, ừ. nó sẽ rung, nó sẽ rung kiểu. Ừ. 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 Xong rồi hơi nó chạy ra từ mũi. Ừ. 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 Đấy, ừ. rồi, ok để coi, ừ. để coi vờ. Hey. Mm. There are three things to know about consonant sounds oh, in English hey. with the F before we move on to working with the. Here yeah. are some words that begin with an F sound. Food. food phấn phấn ấy phấn là Peace. phấn là thiếu phờ rồi đấy mm. phấn 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 thấy cái môi của bạn à phấn fish 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 rút lưỡi lại sh fish rút lưỡi lại fish 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 đấy fish here are some words that have office Of, of hey. life. Uh, life 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 by life life half half and myself myself. Now, myself. Myself. now let's move on with only one difference. Turn on your voice to say the V. Your upper front teeth are still touching your lower lip, and the air is still a continuous stream. Let's try some practice words. These at the beginning of words just repeat after me. Very. 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 Vision. vision, vision, very. Cái này không? Vision này là Z H nên nó là vision. vision. Vision, 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 vision. Rồi cái này Viz thì gì Just middle of words in words like provide, mm -hmm. provide. Okay, right. Provide. Move. Right. Most. Okay. And love. Love. Okay, that's good enough. Thank you. Rồi, I'll see you next time. Hy vọng lần sau mình yes. sẽ cho xong cái bản này chị ha. này, mm. Còn mấy cái âm này, Đấy, âm này. Âm này... <laughs> Đây, âm này nè. Với lại cặp này nè. Mm. Là khó nè. Mm. Cặp này mm. cũng khá là, cũng được. Cặp này, cặp này, cặp này Tốn thời gian còn lại mấy cái thì dễ ngày yeah. ok Cố lên. Thank you very much. Thank you very much yeah. ngày bye you Bye you, See you. Okay, yes